Bạn có biết những con cú đêm? Đó là từ để miêu tả những người rất thích ngủ nướng, là những người có xu hướng thức đến tận đêm khuya hoặc đầu giờ sáng và không thể thức dậy vào lúc mặt trời mới lên. Bạn có phải là những con cú đêm đó không? Nếu đúng như vậy thì thật đáng tiếc, vì bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá để trở thành một người thành công đấy. Theo một số liệu điều tra, có đến 90% các CEO trên thế giới thức dậy trước 6 giờ sáng mỗi ngày và gần 50% các tỷ phú đô la thức dậy ít nhất 3 tiếng trước giờ làm việc. Vậy là công thức chung của những người thành công là tạo cho mình thói quen dậy sớm. Lợi ích lớn nhất của việc dậy sớm là mọi việc diễn ra trật tự theo đúng kế hoạch. Dậy sớm đồng nghĩa với việc bạn không phải vội vã, tất bật, không sợ kịp giờ, hoặc có thể dành riêng cho mình một chút thời gian yên tĩnh ở văn phòng. Dậy sớm không phải là điều dễ dàng, thậm chí đối với người quen với nó cũng thỉnh thoảng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của giấc ngủ. Thật vui khi biết rằng, khi ta mở mắt ra, thế giới là của riêng ta dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cho đến khi tất cả mọi người đều thức dậy. Những lợi ích của việc dậy sớm. Dậy sớm thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nếu bạn hình thành thói quen dậy sớm và dành một khoảng thời gian để khởi động, tay chân sẽ giúp cho cơ thể của bạn được trao đổi chất nhanh hơn. Bên cạnh đó, việc dậy sớm sẽ giúp cho cơ thể của bạn nhanh chóng đốt cháy và loại bỏ được lượng calo và mỡ thừa tồn tại lâu ngày trong cơ thể. Dậy sớm và tập luyện thể dục sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động được tốt và ổn định hơn. Đặc biệt, đối với bạn làm việc trong văn phòng, ngồi một ngày 8 tiếng, cơ thể không được vận động nhiều, việc tạo thói quen dậy sớm và khởi động vào buổi sáng rất quan trọng để có một sức khỏe tốt và một body cực chuẩn. Dậy sớm giúp bổ sung năng lượng. Dù bạn đang ở bất kỳ một vị trí làm việc nào, như làm việc ngân hàng, làm việc văn phòng hay kế toán đi chăng nữa, thì để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả, chắc chắn bạn sẽ cần nhiều năng lượng cho cơ thể. Do đó, nếu bạn dậy sớm và dành thời gian tập luyện thì sẽ giúp cho cơ thể giải phóng được các hormone và endorphin. Điều này sẽ giúp cho cơ thể bạn tạo ra năng lượng tích cực, đáp ứng đủ cho mọi hoạt động của cơ thể. Thêm thời gian cho bản thân. Khi dậy sớm, bạn có thêm thời gian và thong thả hơn để tắm táp, thư giãn, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, hoặc chỉ đơn giản là xem lại chương trình bỏ lỡ đêm qua hay nghe các tin tức buổi sáng. Không có điện thoại hay email quấy rầy bạn lúc sáng sớm. Bạn có thể sử dụng khoảng thời gian đó theo ý thích như tập thể dục, đọc báo, xem những kênh truyền hình mà bạn đời không thích. Rất nhiều cha mẹ có con nhỏ cảm thấy buổi sáng sớm chính là khoảng thời gian duy nhất trong ngày được nhâm nhi tách cà phê hoặc được thư giãn trước khi bắt đầu một ngày mới. Dậy sớm giúp bạn hạn chế sự thèm ăn. Nếu bạn dậy sớm và tập thể dục vào buổi sáng, sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động đúng và tốt hơn. Hệ tiêu hóa sẽ giúp bạn ăn uống được đúng giờ hơn. Việc của bạn lúc này là chọn ra được những thực phẩm tốt cho sức khỏe, đồng thời hạn chế ăn các loại thực phẩm giàu calo và chất béo như chiên xào, đồ rán, bánh ngọt, nước ngọt. Nếu duy trì được thói quen dậy sớm và ăn uống khoa học, sẽ giúp cho bạn có được một sức khỏe tốt nhất và hạn chế được bệnh tật. Dậy sớm sẽ giúp cho bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Có thể bạn không biết, việc hình thành thói quen dậy sớm và tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cơ thể bạn có phản xạ về giờ giấc, ăn uống và ngủ nghỉ tốt hơn. Cơ thể bạn sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi nếu bạn phải tập luyện và hoạt động trong một thời gian dài. Do đó, nếu bạn muốn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn, bạn nên hình thành thói quen dậy sớm và tập thể dục hàng ngày. Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ về những công dụng tuyệt vời của việc dậy sớm và tập thể dục mỗi buổi sáng đấy nhé. Dậy sớm giúp đầu óc minh mẫn hơn. Theo các chuyên gia về sức khỏe, việc tạo thói quen thức dậy sớm và tập thể dục hàng ngày sẽ giúp bạn gia tăng sự minh mẫn, mức độ nhạy bén và tinh thần sảng khoái hơn để bắt đầu một ngày mới. Dành thời gian để tập thể dục vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn loại bỏ được những mệt mỏi, căng thẳng từ ngày hôm trước. Việc này còn mang lại cho bạn một tinh thần lạc quan, thoải mái và tràn đầy năng lượng. Dậy sớm không chỉ có lợi cho hệ thần kinh mà còn giúp cho bạn có một thái độ làm việc vui vẻ và hòa đồng với đồng nghiệp, bạn bè hơn. Dậy sớm giúp tăng năng suất làm việc cao hơn. Một cuộc khảo sát 20 CEO tại các công ty lớn như Pepsi, Motorola, AVEA, v.v. trước đây đã chỉ ra những điểm chung giữa họ là tất cả đều dậy trước 6 giờ sáng. Họ sử dụng thời gian để giải quyết công việc trên email, tập thể dục,
đọc báo hoặc làm những việc vặt trong gia đình. Tất cả những người trả lời khảo sát nói rằng việc dậy sớm có ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới năng suất làm việc của họ. Dậy sớm giúp hạnh phúc hơn. Trạng thái tâm lý và hạnh phúc của một người phụ thuộc vào thời điểm ngày mới của họ bắt đầu. Những người thức dậy sớm có trạng thái cảm xúc ổn định hơn. Trong khi đó, những người đi ngủ muộn và thức dậy muộn có tâm trạng thất thường và dễ bị trầm cảm hơn. Với những lợi ích tuyệt vời như trên, bạn sẽ thức dậy sớm bắt đầu từ ngày mai nhé. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.